Chào mừng các bạn học sinh khối lớp 4 đến với chương trình dạy học trực tuyến. Thầy xin giới thiệu, thầy là Lê Tấn Lộc, giáo viên trường Tiểu học Minh Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, thầy sẽ đồng hành với các bạn qua bài ôn tập về hình học. Và để bắt đầu tiết học, thầy mời các bạn hãy bước vào khu rừng với ba chú khỉ. Mỗi chú khỉ sẽ mang đến cho chúng ta một bài tập. Chúng ta đến với bài tập thứ nhất. Quan sát hình bên và chỉ ra A. Các cạnh song song với nhau, B. Các cạnh vuông góc với nhau. Thầy mời các bạn hãy dùng thước và thước Eke để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, các bạn hãy đối chiếu với phần bài làm của thầy. Chúng ta có đoạn thẳng AB và đoạn thẳng DC song song với nhau. Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng AD vuông góc với nhau. Đoạn thẳng AD và đoạn thẳng DC vuông góc với nhau. Thầy chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần bài tập thứ nhất. Thầy mời các bạn hãy quay lại với chú khỉ thứ hai. Và chú khỉ thứ hai giao cho chúng ta bài tập như sau. Trong các câu sau, câu nào đúng? A. Chu vi hình 1 bằng chu vi hình 2. B. Diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2. C. Diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1. D. Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2. Và chúng ta thấy rõ ràng ở đây hình 1 là hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Hình 2 là hình vuông có cạnh 3cm. Thầy mời các bạn hãy tính chu vi và diện tích của hình 1 cũng như chu vi và diện tích của hình 2 và giải đáp các yêu cầu sau đây. Mời các bạn thực hiện. Sau khi hoàn thành bài tập, các bạn đối chiếu với phần bài làm của thầy. Chúng ta có chu vi hình 1, chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân 2 bằng 14cm. Diện tích hình 1, dài nhân rộng bằng 12cm vuông. Chu vi hình 2, cạnh nhân 4, 3 nhân 4 bằng 12cm. Diện tích hình 2, cạnh nhân cạnh, 3 nhân 3 bằng 9cm vuông. Và sau khi tính được chu vi diện tích của hình 1 cũng như hình 2, chúng ta sẽ giải quyết được bài tập phía trên. Chúng ta có chu vi hình 1 bằng chu vi hình 2. Vậy chúng ta thấy đáp án này không đúng. Diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2. Chúng ta thấy đáp án này không đúng. Diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1. Chúng ta thấy đáp án này không đúng. Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2. Và chúng ta thấy đáp án này là đáp án đúng. Chúng ta vừa hoàn thành bài tập thứ 2 của chú khỉ thứ 2. Mời các bạn trở lại khu rừng với chú khỉ thứ 3. Và sau đây, thầy và các bạn hãy hoàn thành bài tập của chú khỉ thứ 3. Để lát nền một phòng học hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 20cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch men để lát kính nền phòng học đó? Biết rằng nền phòng học có chiều rộng 5m, chiều dài 8m và phần mạch vữa không đáng kể. Các bạn cho thầy biết đề bài cho chúng ta biết điều gì? Đề bài cho chúng ta biết nền một phòng học hình chữ nhật. Người ta dùng gạch men hình vuông cạnh 20cm để lát phòng. Và nền phòng học có chiều rộng 5m, chiều dài 8m và phần mạch vữa không đáng kể. Đề bài hỏi chúng ta điều gì? Đề bài hỏi chúng ta cần bao nhiêu viên gạch để lát kính nền phòng học đó. Thầy mời các bạn hãy vận dụng kiến thức và giải bài tập này. Và sau khi hoàn thành bài tập, các bạn đối chiếu với phần bài làm của thầy. Diện tích nền phòng học là
Chúng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng bằng 40 mét vuông và chuyển đổi 40 mét vuông bằng 400.000 cm vuông. Diện tích của viên gạch men là, chúng ta lấy cạnh nhân cạnh, 20 x 20 bằng 400 cm vuông. Số viên gạch men cần dùng là, chúng ta lấy 400.000 chia cho 400 bằng 1.000 viên. Đáp số 1.000 viên gạch men. Chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập 3 và đã kết thúc 3 bài tập của ba chú khỉ trong rừng xanh. Sau tiết học, các bạn chú ý luyện tập thêm về tính chu vi và diện tích của hình vuông và hình chữ nhật. Thầy mong rằng các bạn đã có một ngày học tập thật vui và nhiều ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.